Thông tin cơ quan chức năng bảo vệ người tiêu dùng Đức thu hồi thảm tập yoga xuất xứ Trung Quốc chứa chất độc hại chloroparaffin được đưa ra dồn dập trên nhiều tờ báo, gây lo ngại cho người tiêu dùng. Bởi đây là loại thảm tập đang được sử dụng trong hầu hết các trung tâm yoga hiện nay. Đúng là sáng nay tôi vừa mới nghe cái thông tin này. Và lâu nay thì chúng tôi vẫn sử dụng cái thảm tập này và cả cái sàn tập này đều sử dụng cái thảm đấy. Theo chuyên gia hóa học thì chloroparaffin là chất sử dụng khá rộng rãi trên các sản phẩm plastic để chống cháy, làm mềm và dẻo hóa các loại nhựa. Nó là một chất cực kỳ là khó phân hủy ở trong môi trường, cho nên là người ta cái xu thế là hạn chế nó. Thế nhưng mà nó có một cái điều tức là liệu nó có gây các cái tác hại gì lớn cho cơ thể hay không? Thì những cái nghiên cứu trên chuột hoặc trên thỏ thì người ta thấy rằng là nó là một trong các hợp chất mà có khả năng là gây ung thư. Mục đích người ta sử dụng đối với những các cái đồ dùng hay là với những các cái thứ mà ít tiếp xúc với lại con người nhất, hoặc là ít tiếp xúc vào cái chuyện như ăn uống hoặc là hít thở cái gì đó, đây cả nó có vào như vậy thì nó không vào được trong cơ thể, và cái mức độ như vậy thì nó sẽ gọi là giảm cái khả năng mà tác động sức khỏe con người hơn. Trong mỗi cái động tác của yoga thì mình thường có hít thở, và khi mình hít thở nhiều những cái đấy thì mình nghĩ là nó cũng tác động lên cái sức khỏe rất là nhiều. Tại các cửa hàng bán đồ thể thao, người bạn ở đây cũng khẳng định hầu hết họ chỉ bán các loại thảm tập Trung Quốc giá rẻ. Người sử dụng khó để làm nhà tiêu dùng thông thái khi không có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Không nói về cái chất độc hại mà có trong thảm tập, những cái chất gì thì mình cũng chưa là được rõ, nhưng mà về cái chất lượng của cái thảm tập nó hoàn toàn là khác nhau. Khi mà bạn tập một thời gian thì cái thảm Trung Quốc thì nó hay bị bục cái thảm, và nó bị bở cái thảm rất là nhiều, và hơn nữa là nó rất là trơn và rất nguy hiểm cho học viên khi mà sử dụng lâu dài. Mỗi một nước và mỗi một đối tượng sử dụng thì có những quy định khác nhau trong việc cho phép sử dụng chất chloroparaffin. Tuy nhiên ở Việt Nam, quy định này vẫn chưa có và cũng chưa có cơ quan nào kiểm tra được nồng độ chất chloroparaffin có trong thảm tập yoga Trung Quốc. Trước mắt, người sử dụng cần lựa chọn thảm tập có ghi rõ thông tin thành phần, có giải pháp hạn chế tiếp xúc bề mặt trực tiếp để phòng ngừa cho sức khỏe.